Xin chào mọi người trong gia đình mặt tròn vuông. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về kính nhé. Với gương mặt có góc cạnh rõ ràng từ phía bên và khuôn mặt tròn không quá cong của chúng ta, làm thế nào để chọn mắt kính phù hợp? Trước tiên, điểm số thứ nhất, đừng chọn chiếc kính có chiều rộng nhỏ hơn chiều rộng khuôn mặt của bạn. Loại kính này ban đầu có vẻ khá đẹp, nhưng nếu khuôn mặt bạn khá to, nó sẽ làm khuôn mặt của bạn trông to hơn. Loại thứ hai là kính râm có viền rộng quá, nó sẽ làm toàn bộ khuôn mặt trở nên khá cứng nhắc. Loại thứ ba là kính viền mỏng, nếu viền kính hoàn toàn tròn thì khi không trang điểm, nó sẽ không phù hợp với một diện mạo hàng ngày. Sau đây là một số cặp kính mà tôi đã chọn lọc kỹ lưỡng. Cặp đầu tiên có viền màu nhạt, toàn bộ không quá dày và khá lớn. Tôi cảm thấy khi đeo mà không trang điểm, nó trông như thế này. Cặp thứ hai có phần dưới khung hình là hình ông van, bởi vì hàm dưới của khuôn mặt tròn khá lớn nên sử dụng hình ông van lớn như vậy để kết hợp. Cặp thứ ba, đây là một dạng khung kính phổ biến cho người cận thị, viền khá rộng, không quá to và không quá nhỏ, không thẳng đứng, rất phù hợp để đeo hàng ngày. Viền cạnh bên có độ cong nhẹ cũng tạo điểm nhấn cho hình dạng khuôn mặt. Cả phiên bản màu đen của loại khung này cũng rất tốt.